Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tuấn Vĩ đi công việc, đi qua con đường Kinh Dương Vương thuộc quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh. Thì Tuấn Vĩ có bắt gặp có một em trai này ngồi từ sáng đến chiều. Bởi vì lúc sáng Tuấn Vĩ cũng đi qua con đường này, Tuấn Vĩ cũng thấy ngồi ở đó, rồi Tuấn Vĩ cũng có để ý. Rồi chiều, trưa Tuấn Vĩ về cũng thấy ngồi ở đây, mặc dù là ở ngoài trời thì đang rất là nắng. Và xe cộ chạy qua chạy lại thì bụi bặm bay ra rất là nhiều mà em vẫn ngồi ở đó. Thì Tuấn Vĩ nghĩ là chắc là đầu óc của em có vấn đề. Nhìn bộ dạng của em thì lấm lem giống như là người ở trong mỏ than ra vậy đó, chân cẳng lấm dữ lắm. Thì cách đây khoảng vài tháng Tuấn Vĩ cũng có thấy có một người mẹ là lên có kiếm con. Đã mất tích cách đây cũng khoảng 10 năm gì đó, nằm trong hồ sơ, Tuấn Vĩ cũng phải đưa hồ sơ ra Tuấn Vĩ mới cụ thể được. Thì Tuấn Vĩ chợt nhớ đến những cái trường hợp thất lạc mà muốn lên kiếm con em của mình. Vì vậy cho nên Tuấn Vĩ đã quyết định là dòng xe lại để xuống thăm hỏi và tìm hiểu xem em quê quán ở đâu và trường hợp của em như thế nào. Giờ đây thì Tuấn Vĩ cùng mời cô chú anh chị chúng ta cùng quan tâm cũng như là dành chút thời gian để theo dõi buổi trò chuyện giữa Tuấn Vĩ và em trai này. Nếu đúng là con của chị Hà thì đó là một cái điều may mắn. Còn nếu ví dụ như là không đúng con của chị thì cũng mong hàng xóm cũng như là gia đình xem được clip này để nhận diện ra gương mặt. Ban đầu thì Tuấn Vĩ nghĩ rằng là chắc là em sẽ đầu óc có vấn đề, vì nếu không có vấn đề không thể nào ngồi ở đây từ sáng đến chiều như vậy. Cho nên Tuấn Vĩ đã quyết định xuống để tìm hiểu. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem câu chuyện cũng như là cùng Tuấn Vĩ tìm hiểu xem em là ai và đến từ đâu. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện mà Tuấn Vĩ đã ghi nhận được. Chào em. Em đi đâu đây? Em ngủ đây. Hả? Ngủ ở đây. Ngủ ở đây hả? À. Sao nhà ở đâu mà ngủ đây? Nhà ở Vĩnh Long hả? Ủa? Bán nhà đi hết rồi. Bán nhà đi hết trơn hả? Ồ. Vậy thì em đi lâu chưa? Lâu rồi. Em đi bao nhiêu năm rồi? Mấy năm rồi. Mười mấy năm luôn. Ồ. Vậy thì năm nay là em bao nhiêu tuổi? 30. Rồi ba mẹ này kia ở đâu hết mà em đi ở đây? Dạ. Ba mẹ đi đâu? Mỗi người đi hướng đó là bán nhà mình ai đi rồi. Trời. Phải không? Có vậy luôn hả? Vậy thì sao rồi em không đi làm gì hả? Dạ không. Yếu làm nổi. Yếu làm nổi hả? Ồ. Rồi mỗi người đi một nơi thì em bây giờ em có biết là đi ở đâu này kia không? Đi bộ đài thôi. Hả? Ăn nhậu ngủ rồi. Thì năm nay là em bao nhiêu tuổi rồi? 30 hả? Rồi gia đình thì được bao nhiêu anh chị em hết? Ba anh chị em hết. Rồi em thứ mấy trong gia đình? Thứ 2. Em thứ 2 trong gia đình. Vậy thì bây giờ em có nguyện vọng để kiếm gia đình coi ba mẹ rồi anh chị em ở đâu hết rồi em có nguyện vọng đó không? Vậy hả? Sao vậy? Biết em biết là ba mẹ mà. Thì tại em không về thôi hả? Rồi có khi nào mà ba mẹ đi kiếm em không? Em có nghĩ điều đó không? Nếu ba mẹ kiếm em thì em có về không? Sao vậy nè? Hay là buồn? Chắc buồn chuyện gia đình đó gì. Vậy thì buổi tối này kia thì em ngủ ở đâu? Tối ngủ ở đây thôi. Ngủ gì? Con ngủ ở đây thì kia. Năm mới anh lì xì em. Lì xì chúc mừng năm mới em. Và sao mình không có đi kiếm công việc gì đó mình làm cho nó có cuộc sống nó tốt hơn? Làm về cái này làm căn cước. Phải làm căn cước. Đúng rồi, thì mình nên làm căn cước để mình có tương lai hơn á.
Giờ đây em đi vậy là tắm rửa này kia cũng không có tắm rửa này kia luôn. Mà vậy thì chắc là cũng lâu ngày lắm rồi em không tắm nè, phải không? Khoảng bao nhiêu ngày rồi không tắm? Mà đồ áo của em cũng không có hành lý, không có gì hết trơn hả? Không có hành lý, không có đồ áo gì hết trơn. Trời ơi, vậy rồi có một bộ mặc hoài. Thì bạn bè thì người thân thì người quen này kia, thì có bạn bè nào ở trên đây không? Không có quen ai trên đây hết trơn hả? Thì tại sao không ở với Vĩnh Long mà đi lên chi trên đây xa xôi vậy? Hả? Ủa vậy em tên gì? Em tên gì? Hữu hả? Vũ. Vũ. Họ tên đầy đủ là cái gì? Vũ. Nguyễn Đình Vũ. Nguyễn Văn Vũ. À Nguyễn Văn Vũ. Cha mẹ tên gì? Cha Nguyễn Văn Nguyện. Cha Nguyễn Văn Huyền hả? Nguyễn Văn Nguyện. À Nguyễn Văn Nguyện. Mẹ Lê Hữu Hồng. Cái gì? Lê Hữu Hồng. Lê Hữu Hồng hả? À mẹ Lê Hữu Hồng. Còn ở vậy đó em ở xã gì rồi em còn nhớ không? Dạ. Xã gì? Tổ 10 khóm 3. Cái gì? Tổ 10 khóm 3. Tổ 10 khóm. Tổ 10 khóm 3. Thì cái gì nữa? Thị trấn Cái Dồn. À thị trấn Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long. Ừ. Vậy rồi lên trên đây vậy rồi khi nào đói thì em lấy ở đâu em ăn? Ta cho đồ từ thiện đó. À người ta cho đồ từ thiện rồi tới lấy ăn. Rồi ăn xong rồi lại đi kiếm chỗ ngồi vậy thôi. Vậy rồi trong tương lai á, trong tương lai rồi ví dụ như mai mốt này kia nữa rồi sao, không lẽ em cứ ngồi hoài vậy? Thì không lẽ rồi mình cứ ngồi hoài vậy, mình cũng phải có cái hướng để mình vươn lên chứ, mình còn trẻ mà. Còn ngồi hoài đây em không thấy nắng nôi này kia hả? Không thấy khó chịu hả? Có người yêu chưa? Hồi nhỏ giờ đã quen ai chưa? Có chưa có cho em? Có. Hay là thất tình? Hay là thất tình thì lên đây. Đâu. Chắc thất tình quá à. Còn trẻ mà. Thì cũng hy vọng là trong tương lai em có thay đổi cái quan điểm để cuộc sống tốt hơn. Em còn trẻ mà em ha. Ừ. Rồi vậy thì anh đi ngang thì anh thấy vậy thì anh cũng hỏi thăm. Bởi vì trong thời gian qua thì cũng nhiều người kiếm con cái này kia đó. Con cái này kia đi thì cũng không biết con ở đâu. Cha mẹ lo lắm á, coi vậy chứ cha mẹ lo lắm á. Em có nghĩ là cha mẹ lo cho em không? Cha mẹ lo lắm á, chứ không phải không lo đâu. Em cứ nghĩ đi, sinh ra đứa con nó lớn vậy thì tự dưng nó bỏ đi thì cha mẹ nào không lo, cha mẹ nào không thương. Nên là anh nghĩ là em có giận chuyện gì hoặc này kia thì nên về đi. Nên về với gia đình rồi có cha mẹ nào mà không tạo điều kiện cho con đâu. Ít ra thì cũng mình có cuộc sống nó ổn định hơn. Rồi sau này còn có vợ có con này kia. Đúng không nè? Có vợ có con này kia. Rồi em có thường đi đâu xa nữa không? Hay là chỉ ở khu vực này? Này với cầu vượt rồi. Cầu vượt gì? Cây gõ. À cầu vượt cầu gõ, cây gõ. Đây là đường diện của anh rồi. Đây Nguyên Phú Lâm. Vậy là trước đây thì em học tới lớp mấy? Học lớp 1 rồi. À học tới lớp 1 thôi. Học tới lớp 1 vậy đó. Em có biết đọc chữ không ta? Anh nghĩ là như anh vừa trao đổi với em đó thì em cố gắng coi mà về với gia đình để rồi cha mẹ lo, gia đình lo nha em nha. Chứ đừng có đi vậy nữa. Đi vậy thì em thấy đó đâu có phải một bữa hai bữa mà năm này qua năm khác. Mà tuổi đời của em năm nay cũng còn trẻ mà năm nay bao nhiêu rồi đó? Hồi nãy em nói bao nhiêu quên rồi. 30. Tuổi đời mới 30 à, còn dài lắm. Còn 30 năm nữa em đâu có ngồi được 30 năm hoài vậy, người ta nói 60 năm cuộc đời đó. Không lẽ 30 năm nữa mình cứ ngồi vậy hoài. Rồi vậy anh cũng hỏi thăm vậy thôi. Thì cũng hy vọng là em có cái quan điểm khác để em về nhà để ba mẹ không có lo. Em nha, rồi chúc em sức khỏe ha. Rồi có duyên gặp lại nha. Rồi chào em ha. Dạ chào anh. Nãy cái cầm kia cái cầm
Ông đậu cái xe cái nó bước còn chồm tới cái nó gung đúc. À không sao, không sao. Ừ. Đi từ từ lại anh nói chuyện với nó chút xíu. Rồi đi, đi. Ráng về nhà đi nha. Ráng về nhà đi, đừng ngồi hoài. Ngồi hoài thì em thấy đó, bụi bặm thì nói chung bệnh tật về là đủ thứ, rồi tuổi đời cũng còn trẻ. Nha, chào em ha. Bữa nào có duyên thì gặp lại. Rồi bye bye em. À, thưa quý vị thân mến, Tuấn Vị cũng vừa ghi nhận một trường hợp gọi là cũng hình như là buồn gia đình nên là đi vậy đó. Đi vậy nghe nói đi cũng mấy năm rồi ở đây, để coi Tuấn Vị coi đây là đường Kinh Dương Vương. Địa chỉ đây là 159 Kinh Dương Vương. Thì gần gần ở khu vực Phú Lâm á, nên là cũng hy vọng á là gia đình nghe được câu chuyện này rồi lên đưa con em của mình về. Vì như quý vị cũng biết đó là tuổi đời của em nó đang còn rất là trẻ, và nếu ví dụ như mà không được cái sự giúp đỡ của gia đình kịp thời thì coi như cuộc đời của em nó không có gì sáng sủa cả, và càng ngày đó thì là càng gọi là càng tệ hơn chứ không thể tốt hơn được. Kính thưa cô chú và các anh chị thân mến, qua cái sự tiếp xúc với em trai này thì Tuấn Vị có cái nhận định theo quan điểm cá nhân thì Tuấn Vị nghĩ là đầu óc em có vấn đề. Cho dù là trong buổi trò chuyện thì em cũng trả lời đúng trọng tâm, nhưng nếu ví dụ như là một người bình thường thì không có lý do gì mà em lại ngồi ở giữa một cái chỗ mà nóng nực như vậy. Nếu ví dụ như mà em là người bình thường, đầu óc bình thường, và có thể em sa đọa hay là ăn chơi gì đó, thì đầu óc em mà có bình thường thì em phải vô ở cái trong một cái công viên hoặc là trong một cái bóng im này kia em ngồi, và ít nhất là em phải có hành lý kèm theo. Chứ không thể nào mà chân tay thì lấm lem như vậy, và cũng không có một bộ đồ nào khác ngoài bộ đồ mặc trên người. Và cũng có thể là ngày hôm nay thì em trả lời đúng trọng tâm như vậy, nhưng mà những ngày khác thì có thể là đầu óc em không được minh mẫn như ngày hôm nay. Vì nếu ví dụ như em là người bình thường thì em phải đi kiếm việc gì đó em làm, thì nó còn sướng hơn là em ngồi như vậy. Ngồi như vậy đâu phải là sung sướng. Ngồi như vậy là cả là một cái cực hình chứ không phải là sung sướng. Vì vậy cho nên Tuấn Vị nghĩ là đầu óc em chắc chắn là em có vấn đề, và có thể là thất tình hoặc là buồn chuyện gia đình, rồi sinh ra nơi ăn chốn ở không có, ngủ vỉa hè, rồi đầu óc càng ngày nó càng tệ đi. Nên là Tuấn Vị nghĩ trong trường hợp này, nếu may mắn mà kết nối được với gia đình thì may ra có thể cứu vớt được cuộc đời của em. Chứ còn nếu mà em cứ như vậy thì càng ngày càng đi xuống chứ không thể nào càng tốt hơn được. Thứ nhất là bây giờ tuổi đời đang còn trẻ, đang còn có sức khỏe, nhưng một ngày nào đó nó sẽ bệnh tật. Và nếu bệnh tật mà không có người thân bên cạnh, không được chăm lo và không được điều trị thì chắc chắn là sẽ tệ hơn. Đó là điều đương nhiên.